with a grin when you first tune us in on the Tom and Jerry Show. Xin giới thiệu chú mèo nổi tiếng nhất thế giới, Tom. Và đây chú chuột thông minh nhất, Jerry. Lots to sing, lots to sing. Everything's gonna swing. So get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom and Jerry Show. Nhanh lên đi các cậu, nhanh lên. Bảo tàng đã có chuyện gì vậy ông quản lý? Có một bộ xương đã bị mất rồi. Vậy ông đâu cần cảnh sát đâu, cần bác sĩ mới đúng. Tôi đâu có mất cái xương nào đâu. Mà cái xương đã bị mất chính là cái xương của con khủng long này đây nè. Cái xương nào bị mất đâu? Đây nè, là cái đốt xương thứ hai ở ngón chân giữa. Đúng rồi đó cậu, đó đúng là đốt xương thứ hai của ngón chân giữa. Và ngón chân đó nói liền tới gót chân. Còn bàn chân đó nằm ở dưới cái đầu gối. Thôi ngưng dùm đi, cho tôi biết còn người nào ở đây không? Không, chỉ có tôi và bộ xương thôi. Không à. Có ai khả nghi ha. Khoan, để tôi nghĩ lại coi. Ở đây có hai người quét dọn, Tom và Jerry. Tom, xuống đây nhanh lên. Ta đang đợi đây. Hai đứa đến văn phòng gặp ta ngay. Cái xương của con khủng long đó là cả một gia tài. Hai ngươi là người cuối cùng ở gần đó, và dấu vân tay của các ngươi chúng có mặt khắp mọi nơi. Cho nên nếu như hai ngươi vẫn muốn ở đây, không muốn mỗi sáng thức dậy ở nơi hỉ ho cò gái khác, tìm nó đi. Yeah.
Sao đây? Cái gì nữa vậy? Ô, hai người đã tìm được cái xương bị mất rồi sao? Hai người biết không? Thực ra thì ta gửi bộ xương này làm sạch và miếng xương đó đã. Không, 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 không. Không! Đừng làm như vậy! Không, đừng mà! Ta sẽ đỡ nó! Hai người đã bị đuổi! Đào, nghe nè, có nhỏ không, uống nước chanh đào là ta điên luôn đó. Trời ơi, nhỏ. Cảm ơn hai người đã cứu mạng ta. Để cảm ơn hai người, ta sẽ cho hai người một tấm bản đồ đến mỏ vàng may mắn của người. Hành lang, ta đã quá già để tìm kiếm nó, nên ta tặng lại cho hai người. Đây, cầm lấy đi. Nhưng hãy nhớ là phải cẩn thận với một kẻ có tên Black Bonnie. Hắn là người đàn ông xấu xa nhất thời đại. Hắn cũng đang tìm mỏ vàng trong nhiều năm nay rồi. Không có gì có thể cản được hắn. Được rồi, tạm biệt và chúc hai người may mắn. Thank you.
chán ghét mỏ vàng may mắn của bọn Hà Lan. Nó phải ở gần đây chứ. Không, chán ghét. Không, không có gì hết. Nếu như không tìm được bản đồ, ta thì không phải là Black Barney. Sẽ tìm được Black Barney. Các ngươi là ai? Đúng, người đó. Ồ, người trong giới giải trí à? Chà, ta rất thích nghe nhạc đồng quê. Nè, ngươi đang làm gì dưới chân ta vậy? Đừng chơi nhạc nữa. Mau đưa tờ giấy đó cho ta coi. Trời ơi, đây là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ dẫn tới mỏ vàng may mắn của bọn Hà Lan. Tại sao hai ngươi lại có tấm bản đồ này vậy? Ông ta đã cho hai ngươi à? Được rồi, bây giờ là của Black Barney. Ta rất vui được gặp những người hài hước như hai ngươi. Ta sẽ cất tấm bản đồ ở nơi an toàn nhất. Nếu như hai ngươi muốn giúp ta tìm số vàng, vậy cũng được. Ta sẽ trả công cho hai ngươi. Ta hứa đó. Giấc mơ giàu sang. Con muỗi đáng ghét. Ta thật sung sướng khi có được hai người. Những người tình nguyện đi đào vàng cho ta. Mỏ vàng đó chắc chỉ đâu đó quanh đây mà thôi. Đúng rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nguyên mỏ vàng đó sẽ là của ta. Tại sao bây giờ tờ giấy lại trắng bóc như vậy chứ? Thôi rồi. Đợi đã, hai người đã quên đồ rồi. Hai người đã quên kẻ thất bại này. Rồi, vậy là mình đã tới nơi. Từ chỗ tảng đá đi thêm 6 bước. 1, 2, 3, 2, 3. Trời đất ơi, ta không thể nào đếm được. Biết trước như vậy thì ta sẽ không bỏ học ở trường. Oh,
Mm-hmm.